đang đang đôi của hai liền. Núi Tà Cú. Cây che hết rồi. Chạy trong rừng luôn hả? Nhãn chạy trong rừng luôn hả? Chạy vô không thấy luôn. Chạy trong đợt cây luôn hả? Chạy bên cái hẻm bên đó đó. Rồi đi xe bò xanh hay xe bò tiếp? Mà nó quặn ở dưới đó. TTC đó là thành công á, đồ mạnh nha. Ông đẩy cái cây dài dài ra cái ông áp vô. Tự nhiên anh Đặng anh ngồi anh nhìn. Hết hồn chứ. Ớm. Nhìn cho anh nặng lại nhìn nhớ. Mày quay bên hướng đó được không Đặng? Thôi không nhúc nhích đâu mày. Để tao quay hướng này tao giữ một tao. Đẩy cây ra ông xe muốn quay chỗ nào cũng được mà. Kìa sau lưng ông đẹp. Sau lưng là bị dướng cái thằng này. Ôi, 8 ký nó bị mù. Cáp ra ai dám đi trời. Cáp đấy giống như cái lồng để heo.
ai cái gáp này nè, nhàn là nghe nói cọng cáp nó chạy chứ không phải là cái bánh xe của cái cáp nó chạy, là cọng dây cáp đó nó chạy. Ừ, nó lăn rồi đó. Ủa, như cái này nó còn ngon trên núi bà mà đen á, trên đây là cái này nó bám chặt vô trong đó phải không? Này. Cái cọng cáp nó di chuyển giống như cọng dây sên vậy. Đùng nó lên cao xa với lại ở dưới nè, không nghe tiếng gì luôn. Thế giới yên tĩnh quá. Thế giới này chỉ có còn tao với ta thôi. Nên đặng anh ngồi không giống như thế. Em đang ngồi tụi ôm một đám mấy ông thiền sư lên núi này ngồi tịnh tâm được. Cái gì chưa chát chát ta? Con chim á. Cho anh chim chắc con chữ ha. Ui dồi. Mỗi lần lên cái cột là vậy. Kè cái dây kìa. Dây lần kìa. Ừ, cái dây nó chạy. Mình đang nghe tay rồi. Thấy cái chỗ bám nó cũng ấy quá ha vậy. Nhỏ. Thấy nó nhỏ. Ừ. Mình đang nghe nó té ù chưa? Ừ, lên cao vậy. Đúng rồi. Ba nhú này nó gần hơn trên núi bà mà. Nó gần hơn đường lên trên đó. Tao thấy đường nào quảng đó. Nè mày cầm cái tay mày quên đó. Tới cái cột quá. Nâng lên nè. Giật lên hả? Ừ. Tụng hết. Sao lên đây lỗ tai ù ta? Áp suất thay đổi. Thở bằng miệng á. À, không phải hả? Ờ, thở không có không khí, chết ngợp hết. Còn lao thở bằng miệng rồi để lỗ tai không? Miệng đuối mà. Miệng đuối thằng thở rồi chứ bốn đỡ chết. Ù. Ù. Trên đó có gì ta? Hello. À không phải, cái quỷ sơn này nè. Tưởng đâu cái gì ở ngoài kia. À, tưởng con gì đang bay bay. Ôi, chim kêu kìa. Ừ. Này độ cao này cỡ nhiêu mét nào nhỉ? Má cao xa kìa. Dám chừng cỡ cả ngàn mét đi. Đâu ngàn mét. Rồi chuẩn bị tới. Thì nó bà mà hay cũng cả ngàn mét chứ gì. Gì đây đó, ngàn mét. Chỗ cao quá. Không nhìn coi. Chim gì chơi? Không phải chim mà cái bánh xe này kêu á. À. Này nhát, này nhát định kỳ quá. Ở dưới đất này con nào đi lùn dưới leo lên tới đây không ta? Có đường không biết. Chắc có, tao nghĩ là chắc có. Tại vì mấy thằng chinh phục núi này trước khi đâu có gọi là dữ dằn đâu đúng không? Trước khi có cáp thì phải đi bộ thôi. Chùm ở này cây cối gì ghê quá. Này đi dây leo quá trời. Chim kêu kìa. Vậy lá giang. Lá giang bò. Gì lá giang? Đó, là góc đó đó. Đó, lá giang nhiêu đây mà bẻ bán tiền không luôn á. Lá giang. Ok này. Nghe bán công này cao. Ghê trời. Chụp bán lên đây cái lỗ tai kỳ luôn rồi đấy. Lỗ tai bắt đầu nó ù. Nghe nó kỳ kỳ ha nhỉ. Nó cao quá. Trời ơi, cây cổ thụ kìa. Nó thay đổi áp suất. Má cao cỡ này mà còn cây đó còn cao ngang mình, cao hơn nữa. Hay là do một trên núi. Mình ở chơi ở trên đọt cây không thấy. Kệ. Ủa bên đó đẹp kìa, để dơm lên. Tới cây cột rồi kìa. Dẫn vô, tới cây cột rồi. Ủa má bên đó đẹp ghê rồi, nhìn ghê vậy. Eo. Rụng lắc lắc ớm chết mày à. Mắt dịnh em bột lại rồi. Bột mới dịnh luôn. Cái đường này xa lắm mà. Thấp bó rồi, sắp bó rồi. Càng ngày nó càng xa. Cũng phải cao mà bự. Hóa trang không?
Đường dây điện đi lên là đường đi lên theo đường này. Cái này là mấy chặng luôn á. Cái này cái gì ta? Này chắc không có gàn cái nữa. Đường mòn đi lên này nè. Trời cái vé này bên đây đẹp. Ờ bên đây đẹp rồi. Wow. Ôi trời, băng xuyên. Kìa kìa, nhà bên đó đẹp kìa. Băng xuyên qua đám đường núi gì kìa. Không lẽ chỗ đó mình chơi bên đó. Ồ, mới bên đây lưa thưa nhà mà nhà cửa quá trời luôn hả? Ồ, quay nó cả đẹp. Hôm nay tôi đi máy bay nha các bạn. À, phải lấy cái gỡ cái tấm bồn cầu của con kia gắn vô là nghe giống y chang vô máy bay luôn á. Ồ, mới bên đó quận về không ai về luôn. À, không chừng cái hồ nước ngày đó là cái chỗ bữa nó chạy mình xỉu đó không? Ai chạy xỉu? Chạy cái đồi cát trắng. Đâu? Đó. Có cái hồ nước kìa. Chắc nó mà. À cái đường mà bữa đường bên kia đúng không? Ừ. Chắc nó là cái hồ mà ổng là không bao giờ cạn. Ủa? Gì? Gặp này 200 rưỡi chạy đáng đồng tiền. Bộ đi quận về luôn ha? Ừ. Xa lắm chứ bộ, thấy em lúc chỉ đè. Này đi chắc có 5 ngày, 10 ngày mới tới. Mà có chỗ đến không mà. Cái bãi cái chắn 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 đi mà bình thường đi đây chắc lên đây cắm chạy luôn chứ đi về vậy nổi. Ốc cái bãi cát chắn chắn tốt lần kia quá. Ừ. Ở đây cày cối quá, không ngoài khai thác hết à. Trời ơi. Ở đây mà nhìn tốt bãi luôn, không sao. Mà không biết phải không nha, cái đón thôi chứ. Kìa kìa, nhà kìa, nhà kìa. Mình không phải ở địa phương này, mình không biết. Wow. Hạ cánh. Sợ quá. Điện thoại quay đẹp nha. Em thầm mơ về phía cuối chân trời, vùng trời đó có nắng và hàng cây sen núi đồi, những câu chuyện ồn ào từ góc phố người qua, và em vốn gì không thích ồn ào. Nắm lấy tay anh đi cùng đi hết đại dương xanh, nắm đồng hoa nắm biển minh và hoàng hôn trên đôi mắt anh. Hãy bước theo anh đến những khoảng trời xa xa, trao nhau nụ cười, trao nhau nụ hôn, yeah. We'll be right back.
dễ thương, làm cho anh tâm hồn xao xuyến. Nhà anh không xa hoa, anh chẳng có tiền thoải mái tiêu pha, nhưng nơi em cần dẫu có bao xa, anh sẽ là người, là một người mà bên em gần em nắm bàn tay, ta cùng đi khắp nơi, muôn loài hoa đã được sáng trong nắng mai à. Ngày và tháng em đêm chỉ có tiếng cười, và ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, có cần lo lắng chi chuyện ngoài kia, ai và ai yêu cứ yêu em mà. Chỉ muốn nói đôi lời từ trái tim này người ơi. Đừng vội vàng chờ anh theo bơi, ngại một lần gì một lần thôi em hơi rộn ràng nhịp. Vì anh đã cho yêu em rồi, lời ngọt ngào từ em cô bé. Nhất lần giờ yêu anh nhé, chỉ cần một vậy thôi. Có thể là mình chơi vơi, nhưng là chị em ơi, chỉ cần mình gần nhau thôi. Nụ cười trên môi, yêu đến trọn đời, niềm hạnh phúc mãi không xa rời. Này muốn đi mà không mỏi là chỉ có chạy thôi. Chạy đó mình có cái đà thôi. Hót lên nha. Anh ngưỡng mong được em thật lâu, ta với ta yêu thương thêm đậm sâu. Đường bên em là một giấc mơ, anh thấy đẹp hơn. Nhưng mà cái bên nào? Hơi, hơi. Cuộc sống thật là à, chị á, chị nó hót lên lại lên. Gì chạy mệt hơn á? Chạy. Nó làm cái ghế vậy mình ngồi lên đu lên nè có anh nè hên nói là bữa không có chở hai đứa tới đây á đứa tiểu một đứa cổng chết cười đường hả hướng 2/3 rồi đó như đi 200 cây vẫn còn 100 cây có Ủa cái dốc đôi mi mi ớn á. Rồi lên. Gắn đi chút xíu. Chút xíu vậy. Dắt cho đi ăn nữa. Ngao mà như dưới người ta đi quá trời luôn. Đây đi em trai mạnh mẽ lên mạnh mẽ thì sao đâu em đuối rồi em đi nó phải theo như anh Vin nghị lực sống quy thường không đi nổi nữa à đó đó đi sao hơi buồn cho mình đi đây mình nhìn không
bạn được. Hello, vận động viên vô địch. Người thành công có lối đi riêng. Đó, đó, đó. Wow. Lên này tâm phải tỉnh, đừng có nhìn nữa. U chở nó quá đẹp. Lên gặp thang. Lại đây, lại đây. Hôm nay đẹp nè. Có con chim gì hả? Giống quách quẹo quá vậy. Hai con luôn. Quách quẹ. Ồ, đẹp nè. Giống đại bàng anh phải nhìn nữa. Ở trên đó có cây sung hay gì vậy? Nữa hả? Đi. Đi luôn. Đã ngán nào quá. Nhưng mà đi đi cái không giống hôm qua. Ủa, đây đẹp nè Bột. Ủa, mà nó đẹp kìa. Gái, gái, gái. Đâu mấy mày chụp anh tấm hình coi. Đỉnh núi Tà Cú, cảnh đẹp, mát mẻ, sảng khoái, hít thật sâu, thở ra, khung cảnh bao là tuyệt vời, thật đẹp.